Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt ở Six Sense Ninh Vân Bay. Thời tiết ngày hôm nay mọi người cũng thấy nắng đẹp chang hòa, biển xanh trong vắt luôn. Và sẽ là một điều rất là đặc biệt ở tập Quang Minh Passport lần này, bởi vì Vinh sẽ cùng với mọi người đập hộp căn villa mới nhất ở tại Six Sense. Và mọi người hãy chờ xem một chút xíu là có điều gì đặc biệt nhất ở căn villa này nha. Chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ. Đây, nhìn về phía này trước mặt Vinh, bây giờ Vinh đang đứng trước hồ bơi và nhìn thẳng vào căn villa chính. Bên tay trái của Vinh có thêm một căn villa nữa, và bên tay phải cũng sẽ có thêm một căn villa nữa. Mình có tổng cộng 3 gian nhà ở trong cái khu vực này. Và bên chỗ Vinh đang đứng bây giờ là hồ bơi vô cực. Mọi người có thể nhìn xem là cái hồ bơi sát cạnh bãi biển, mà mình có nguyên cái bãi biển view rất là đẹp luôn. Phía xa kia là những dãy núi chập trùng kìa, đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi, phía sau Vinh là gian nhà chính, và bên tay trái Vinh có thêm một villa nữa cho một gia đình. Bên tay phải sẽ là một gia đình nhỏ nữa. Mình có 3 căn villa ở trong khu vực này. Và nếu mọi người tới đây thì Vinh nghĩ ở được khoảng 6-7 người cho cái gia đình của mình sẽ rất là thích hợp. Các bạn có biết điều gì bất ngờ nhất ở đây không? Chắc là Vinh sẽ không thể đợi lâu hơn nữa, Vinh sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Đây là chiếc cầu tuột huyền thoại. Vinh đã từng ở căn villa có cầu tuột ở bên Maldives rồi. Và hiện tại thì Six Sense Ninh Vân Bay có căn villa và có cầu tuột đầu tiên và duy nhất ở tại Việt Nam mình luôn. Ngầu chưa? Đây, nếu mọi người thấy thì chỗ này Vinh đứng và cái cầu tuột tuột sẵn xuống hồ bơi. Mình muốn đi lên cầu tuột thì lên lầu thứ hai của gian nhà villa ở giữa này. Đây, bây giờ tiến sâu vào trong cho mọi người xem phòng khách ở đây. Rồi, đây là phía cửa chính của mình. Ngoài này mình sẽ bước vào. Đầu tiên là các bạn thấy phòng khách. Bên tay phải mình có cái sofa nhỏ nhỏ. Phía bên này mình có tủ lạnh rất là tiện nghi, tất cả đồ uống, nước ngọt trong cái tủ lớn như thế này. Đó, thì các bạn thấy là cái tủ lạnh lớn như là dùng chung cho được rất là nhiều người trong gia đình mình. Và phía bên này là quầy bar rượu ha. Wow, không say không về. Phía bên này thì có luôn cái nhà bếp nhỏ nhỏ, cũng đơn giản thôi. Chỗ này thì mình có cái nhà bếp. Tất cả trong hộp thì cũng đều đầy đủ những cái vật dụng cần thiết để cho mình ăn uống sinh hoạt ở trong phòng. Ok, phía bên này và chiếm được cái không gian cũng khá là lớn trong phòng, đó là bàn ăn dành cho 10 người luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xem phòng ngủ phía bên tay phải đi. Phòng ngủ thì cũng không có khác gì phòng ngủ mà Vinh đã từng ở villa số 5 trong tập Six Sense Ninh Vân Bay hồi lượt trước. Bây giờ mình tiến vào trong phía bên tay phải của khu vực này. Mình có 3 gian nhà, như mình đã nói thì này là phía bên tay phải nha. Ở đây mình ở được một gia đình. Cái view này là Vinh luôn luôn thích cái view này, lần nào tới đây Vinh cũng bị mê mệt. Không phải tới lần đầu mà lần nào tới cũng cảm giác giống như là lần đầu tiên của Vinh vậy á. Và đặc biệt là lần này Vinh đi cùng với gia đình nữa, cho nên cảm giác của Vinh thích hơn nhiều. Gia đình của Vinh đi tất cả mọi người xong rồi mình ở luôn cái căn villa mới này, 3 phòng ngủ rồi là tất cả mọi người cùng ở với nhau. Đó, đặc biệt là mình cái giường này, cái giường này điệu, hơi điệu chút xíu, nhưng mà sáng mình ngủ vậy từ đây mình nhìn ra nguyên cái view đó rất là đẹp luôn, còn gì bằng nữa, quá mê. Rồi, đi tiếp sâu vào trong bên này, mọi người có thể thấy cái gian nhà phòng tắm rất là rộng. Vinh giới thiệu rồi nhưng mà thôi, mình lỡ các bạn xem tập này thì Vinh nói lại luôn cho mọi người nghe. Vinh cái phong cách mà Vinh thích nhất ở Six Sense là gì? Rất là thân thiện với môi trường và gần gũi với thiên nhiên. Mọi thứ trong đây không có cái gì mà ảnh hưởng tới môi trường hết, như là không có ống hút nhựa, không có bao ni lông hay plastic các kiểu. Tất cả đều làm từ mây nè, tre nè, gỗ nè, tạo cái không gian rất ấm cúng và rất là đẹp. Nhìn thì nó rất là hoang sơ bộ mạc, như bên trong rất là sang chảnh luôn, nhà đầy đủ tiện nghi. Bước vào trong này là mát lạnh. Đây, như cái chỗ này mà mình tắm đây, sau này mình nhìn ra nguyên cái view biển ngoài kia còn gì bằng nữa. Này quá, nắng xíu. Đó,
Rồi trước bạc Vinh tiếp tục mình sẽ có nhà tắm, nhà vệ sinh, rồi là tủ để đồ của mình ở đây. Các bạn đi xem tiếp theo cái phòng gian nhà ở giữa với Vinh. Đây ha, từ phòng ngủ bên tay phải rồi bây giờ Vinh tiến về khu vực gian nhà chính, phòng khách và hồ bơi bên tay phải. Phía bên xa kia là mình có thêm một phòng ngủ nhỏ nữa, thấy không? Vậy là 1, 2, 3. Các bạn thấy hình dung ra được cái khu này rồi ha. Dưới đây là cái cầu cảng mà mình đi bằng tàu, bởi vì khu vực này rất là riêng biệt và nó nằm xa, nằm ở trong cùng của khu resort, cho nên là mình sẽ đi bằng tàu. Mình đi khoảng 5 phút mình mới về được cái khu chính, nhà hàng các kiểu bên kia. Hoặc là mình đi đường bộ. Đi bộ thì qua hai ngọn đồi khoảng 10 tới 15 phút các bạn tập thể dục luôn. Đó có hai cách để mình đi. Lần này Vinh đi có em bé cho nên là Vinh chọn đi tàu cho nó nhanh, chứ em bé thì mình bắt đi qua núi thì hơi cực. Đẹp chưa nè, đường đi lên thôi đã thấy đẹp rồi. Ôi dạ. Welcome in. Đây. Căn phòng này thì mới tinh ở tại Six Sense ha. Các bạn chắc chắn là chưa có xem qua đâu. À đó. Đây, Vinh thì lần này Vinh ở phòng này. Cái view của Vinh sẽ nhìn thẳng xuống hồ bơi phía dưới và nhìn thẳng tút ra ngoài kia là biển luôn. Các bạn thấy cái xích đu này đẹp không? Đó. Nằm rồi ngồi bên cái bàn phòng khách nhỏ bên kia, bàn khách nhỏ bên kia. Đã đời thôi mà ngồi xích đu. Ra resort thì mình để thôi, mình tận hưởng tất cả các thể loại 360 kiểu. Rồi, cái điều đặc biệt mà Vinh muốn nói về cái căn phòng ngủ này, tức là nếu mà mình đi hai gia đình thôi thì mình cũng có thể rút cái giường này ra, thì cái khu vực này sẽ thành một cái nơi mình sinh hoạt chung với nhau, sẽ là một cái phòng khách lớn ở trên lầu. Còn nếu mà mình đi đông và muốn ở thêm nhiều người thì mình vẫn có thể setup thành ở đây một cái căn phòng ngủ, tức là 1, 2, 3, được cả 3 phòng ngủ. Mỗi một cái phòng ngủ đều có nhà tắm riêng hết, phòng khách cũng có nhà tắm riêng, nhà bếp của các kiểu đầy đủ, không có thiếu gì hết, mọi người yên tâm. Và cái điều đặc biệt nữa là Vinh rất là thích cái phòng tắm của Vinh ở trên lầu này. Đơn giản lắm thôi, nhưng mà tại vì có luôn cái hệ thống xông hơi ha, cho nên lúc nào Vinh cảm thấy muốn xông hơi mình sẽ bật nhiệt độ lên xông hơi, xong sau đó là còn không bình thường Vinh cứ tắm thôi. Phòng tắm bên đây, còn phía bên này Vinh có thêm tủ quần áo và nhà tắm bên kia. Nhà tắm rất là dễ thương luôn. Cái hồi cho mọi người xem bên kia, nhìn ra ngoài cái khung cửa sổ nhỏ, nguyên cái khu rừng ngoài kia đẹp lắm, dễ thương đó. Các bạn thấy sao? Vinh thì thấy quá ngầu luôn á, bởi vì khi mà Vinh đứng đây nè, ở ngoài thực tại thì khi mà cái view của Vinh nhìn nó chắc chắn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều trên camera, Vinh tin chắc điều đó. Và cái ý tưởng chính cho cái căn villa này Vinh nghĩ là đem mọi người lại với nhau, đặc biệt là những cái chuyến đi mình đi cùng với gia đình của mình, và muốn có một cái không gian sinh hoạt với nhau thiệt là riêng tư và gần gũi, thì Vinh nghĩ là cái phòng này rất là thích hợp. Mình nói vậy thôi, nhưng mà Vinh hỏi ra thì cũng có những vị khách đi con mình tới đây ở nguyên một cái villa luôn. Tại sao? Bởi vì cái điều đặc biệt mà Vinh sắp giới thiệu tới mọi người ở đây. Bởi vì mê cái cầu tuột. Đây. Cho Vinh một mình ở đây thì Vinh hơi sợ ngủ buổi tối thôi, nhưng mà nếu ban ngày cho Vinh nguyên cái khu này Vinh cũng thích. Đây là cái cầu tuột. Điều đặc biệt nhất, điểm nhấn ở trong cái tại villa mới này. Đây mọi người xem thử cái view đẹp tới cỡ nào. Khủng khiếp. Đây nha. Vinh nhìn xuống là Vinh thấy phòng của trai cô bên kia. Đó. Nhà trẻ đang bên đó. Trời ơi, cái phòng trai cô hả? Bừa bộn kinh khủng luôn. Nít mà. Lá hồi qua chọc trai cô. Cho nên Vinh nghĩ là cái cầu tuột này sẽ trở thành một cái điểm mà mọi người tới đây sẽ rất là yêu thích. Vinh thì hôm qua giờ tuột không biết mấy trăm lần rồi. Từ đây luôn mình đi xuống là Vinh có thể có cái cầu thang riêng đi thông qua tới cái căn villa nhỏ thứ ba phía bên kia. Bên này là phòng trai cô.
Xin mời mọi người cùng ghé thăm nhà trẻ cho cô. Coi nè, đồ chơi của bả nè, kỳ lân thọc cái chân vô là bả ngoài hồ bơi á. Rất là tiếc là Vinh không có đem hình ảnh của Chaiko lên trên kênh cho mọi người xem được nha. Cho nên Vinh là không có quay Chaiko, bởi vì mình không được phép quay con nít. Giường ngủ ba mẹ, rồi cái sofa ngồi chơi, và đây là giường ngủ của... Đây, quý cô Chaiko ở đây. Ok Chaiko. Cái phòng này y chang phòng hồi nãy mình giới thiệu với mọi người, là phòng ngủ đây, rồi tới cái gian nhà tắm rộng thế này. À, y chang nhau hết, không khác gì hết. Như vậy là các bạn đã thấy được và hình dung ra cái căn villa này như thế nào rồi. Sát cạnh bãi biển luôn, mình cũng có thể tắm hồ bơi nếu mà mình thích xuống biển. Đây mình chỉ sẽ có một cái lối để mình xuống biển phía bên kia. Nhưng mà ở đây đá rất là nhiều, cho nên là nếu mà xuống biển tắm thì chỉ dành cho người lớn thôi. Và mình đi lặn và ngắm san hô phía bên dưới, có thể mặc áo phao vào. Những cái rạng san hô, những cái rạng đá ở đây rất là đẹp, bởi vì mùa này thì nước biển rất là trong á. Các bạn thấy đó, hồi mình sẽ xuống tắm ở dưới đó và đi snorkeling, đi ngắm cá ở dưới đó hả. Các bạn xem ở bên này mình có những cái cần câu cá. Lát nữa thì Vinh sẽ hỏi xem ở đây mình câu cá như thế nào. Chắc chắn là câu được cá nhỏ nha. Quá nhiều cái hoạt động ở tại căn villa này, các bạn có thể enjoy. Chuẩn bị tới giờ vàng, khoảnh khắc hoàng hôn. Rất là đẹp ở đây. Lát hồi nữa thì Vinh sẽ có một cái tiết mục khá là hay ho. Các bạn biết cái kiểu trend mà mọi người hay có những cái mâm đồ ăn, trái cây rồi rượu, mình để lên trên những cái mâm nổi rồi xong mình thả xuống hồ bơi chụp hình đó. Đẹp kinh khủng luôn. Ở đây cũng có luôn tiết mục đó nha. Lát hồi Vinh sẽ làm cái đó cho mọi người xem. Và nếu các bạn quan tâm nữa về giá cả, bởi vì Vinh biết rất là nhiều người, mỗi lần Vinh giới thiệu đâu xong là mọi người hỏi là giá bao nhiêu. Nhưng mà cũng là khó cho Vinh lắm, bởi vì cái giá phòng thì luôn luôn dao động tùy vào thời điểm. Nếu như căn này mà thời điểm thấp á, các bạn cũng có thể book khoảng trên 1.000 đô la, 2.000 đô. Nhưng mà vào thời điểm mùa cao điểm thì giá cũng có thể lên đến 10.000 đô cho căn villa 3 phòng ngủ này. Và sẽ còn có những cái gói đặc biệt khuyến mãi nữa nếu mà các bạn ở lâu hơn. Bởi vì Vinh biết là cái kiểu mà mình đi du lịch, giống như Vinh đã từng đi và Vinh biết, thì có những người ta tới đây người ta ở, hoặc là những cái gia đình không chỉ ở 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, mà nhiều khi họ sẽ ở 1 tuần, 2 tuần hoặc là cả tháng luôn. Mình cũng có thể ở đây nghỉ dưỡng mà mình làm việc từ xa cũng được mà. Cho nên nếu các bạn ở xa thì chắc chắn là sẽ có một cái giá đặc biệt nữa dành cho những cái trường hợp như vậy. Một trong những cái tiết mục mà Vinh cảm thấy rất là thích ở đây đó là mình có thể có được những cái mâm đồ ăn và uống rượu champagne ở trên hồ bơi của mình luôn. Các bạn thấy Vinh có nguyên một mâm đồ ăn dành cho cả gia đình, đầy đủ tất cả mọi thứ trong này. Có gỏi cuốn, rồi những cái món ăn nhỏ nhỏ rất là xinh. Rồi cá hồi nè ha. Đây là phô mai, dưa hấu và cả beetroot là củ dền. Đó, rồi xong mình uống champagne ngắm hoàng hôn.
Cheers. Cả nhà vừa ngắm hoàng hôn xong, đẹp ha. Mặt trời xuống nhưng mà rất là nhanh. Bây giờ thì cả gia đình đang ngồi bên cạnh bể bơi, rồi trước bạn lại villa, sau đó có anh chef và các anh đây phục vụ cho mình buổi tối ngay tại khu vực hồ bơi luôn, để mình có thể vừa ăn tối ngon miệng với barbecue hải sản, thịt bò, và sau đó là có một cái cảnh view hoàng hôn đẹp nữa. Mình đang ăn món gỏi bưởi, tất cả rau ở đây là đều được trồng tại Six Sense. Và cái điều đặc biệt là hôm nay Vinh thấy có nhiều hoa ở trong cái dĩa salad của Vinh, và Vinh không biết là có ăn được cái hoa này không, nhưng mà hỏi rồi thì yên tâm, đây là hoa cải và phần kia là hoa của lá rau thơm á, cho nên là mình có thể hoàn toàn ăn được chung hết này nha. Gỏi hải sản của Vinh. Next course will present you the local seafood platter, which will be sharing style for all of your guests, and will be local squid, local prawns, as well local fish. So I hope you will enjoy the next course after the tasty local salad from our garden. Now we come for the middle course before the main course, local seafood and local fish. Tiếp theo mình có hải sản nướng barbecue, và cái điều đặc biệt đó là tất cả những cái con này là rất là bản địa, rất là local. Mình có mực, rồi tôm, rồi cá và sò điệp. Đây, enjoy. Vô nữa không? Cho cô ăn không? Tasty beef tenderloin from Australia. Wow. With some homemade mashed potatoes and nice local asparagus, broccoli, carrot and beans, and also beef chew. As well on the side of your plate you see the beef chew here on either side, so please enjoy. Go up the beef tenderloin is cooked medium. Please enjoy. Thank you. Giờ tới món main course là mình ăn thịt bò Úc và rau củ trồng cũng tại khuôn viên của khu resort luôn. Thiệt sự là mình ăn mà mình cảm thấy ngon miệng hơn, tại vì anh chef nhiệt tình quá ha, đích thân ảnh chuẩn bị đồ ăn rất là chu đáo, rồi xong rồi đem lên trên mình giải thích cho mình, rồi chúc mình ngon miệng. Thì mình nghĩ là một trong những cái tăng thêm nhiều cái phần hấp dẫn và cái thú vị cho cái bữa ăn của mình. Cuối cùng là mình có đồ tráng miệng rất là hấp dẫn, một mâm trái cây đầy đủ ha, và chè sen. Mình rất là thích chè sen. Mọi người thấy sao? Mình bên nói không à? Người nhà của mình nhát quá. Ngon. Vinh quá no luôn. Thiệt sự là rất là enjoy và cảm thấy đồ ăn rất là tươi ngon nha. Thiệt lòng. Và cái món mình rất là thích cuối cùng, món chè sen, cực kỳ ngon. Thường thì khi mà ăn xong thì mình sẽ review cho mọi người nghe, đặc biệt là sẽ nói về giá cho các bạn để các bạn quan tâm. Và một bữa ăn như thế này trung bình một người mình sẽ trả 3.1-3.2, có 3 loại menu ha. Và nếu mà các bạn thích ăn thêm tôm hùm thì mình sẽ trả thêm 2 triệu nữa,
là cho cái menu mà thịnh soạn nhất nếu mình thích ăn thêm tôm hùm. Đó là một phần giá tiền như vậy cho một người, mình tính nhân lên thôi, mình ăn bao nhiêu người thì mình nhân lên. Và một lần nữa thì cảm ơn rất là nhiều anh chef Michael hôm nay đã rất là chu đáo và rất là dễ thương, dành tặng cho mọi người một cái bữa tối hoàn hảo. Ăn tối no nê, mình cũng không có muốn làm gì nhiều, mình ra đây nằm thư giãn bên cạnh hồ bơi thôi. Mà cái điều mà mình thích ở đây nhất là ban đêm, nếu mà các bạn có thể trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy là cái căn water resort của mình ở đây nằm trên bán đảo, mình nhìn về phía thành phố Nha Trang phía bên kia rất là đẹp. Thay vì bình thường mình thấy bầu trời tối thôi cũng không có gì hấp dẫn, nhưng mà ở đây cái cảnh rất là đẹp luôn. Và mình có post một cái tấm hình của bên trên Facebook nếu các bạn thấy, và mình không có chỉnh gì nhiều, cầm điện thoại chụp lên là thấy nguyên bầu trời và phía ánh sáng của thành phố nó hát lên, cho nên mình thấy nguyên cái cảnh mây đẹp tuyệt vời phía bên kia. Mèo ơi, vô. Bà mèo sau khi con đã ngủ đã có thời gian enjoy cho riêng mình. Ok, good night cả nhà. Hẹn gặp lại sáng mai. Mình và gia đình chuẩn bị ăn trưa ở trong villa thì mình có thể order đồ ăn lên tận phòng luôn. Tại vì cái khu mà mình ở, cái villa mà có cái cầu tục này là nằm ở trong cùng. Mình đi bộ cũng phải mất 5-10 phút mới tới được ngoài nhà hàng. Và nếu mà thuận tiện và lười đi bộ hơn thì mọi người có thể đi bằng tàu cano. Thì buổi trưa mọi người hơi lười và trời nắng nữa, cho nên là muốn ăn ngay trong phòng đó. Thì bây giờ có anh sếp anh tới và bày đồ ăn hết, tất cả mọi thứ chuẩn bị cho mình ngay là trong phòng luôn. Trên đây mình ăn món Việt Nam, món khoái khẩu của mình. Mình đã từng nhắc rất là nhiều lần rồi ha, miền Trung của mình ăn đồ ăn rất là ngon, đặc biệt là cá kho, đồ canh chua nè, rồi canh cải. Cái món ăn rất là truyền thống Việt Nam thôi, mình tin chắc là mọi người ở khắp nơi, đặc biệt là những bạn mà không có ở Việt Nam sẽ rất là thèm những cái món ăn này. Đây, mình có gỏi. Gỏi bưởi. Thank you so much, Michael. You're welcome. Enjoy your meal. Have a wonderful afternoon. Thank you. Mình có gỏi bưởi ở đây. Yeah. Rồi, thì mình có hải sản kho tộ và cá kho tộ ở đây. Rồi, trứng chiên rất đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ bắt cơm. Rau xào, ok. Rồi, canh thì mình có hai món canh luôn, canh chua cá và canh cải tôm bằm. Chúc mọi người ngon. Hành trình thăm trở lại khách sạn của mình đến đây đã kết thúc rồi ha. Mình đã có dịp tận hưởng một thời gian tuyệt vời cùng với gia đình của mình và thăm cây san hô của Vinh nữa. Nếu các bạn có xem Vinh Passport lần trước thì biết là Vinh đã có trồng cây san hô mang tên Vinh ở ngay khu vực này luôn, trước villa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở chuyến đi tiếp theo. Xin chào tạm biệt.